rất hân hạnh được chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi bên em đang nhận được một đơn hàng đối với một dòng loa. Đây là phiên bản JBL KI512 cũng đã từng xuất hiện trong showroom của bên em rất là lâu. Nhưng trong cái giai đoạn này thì ưu tiên cho những cái hàng mới, những cái sản phẩm mà mới về năm nay thì bên em ưu tiên quảng cáo. Và đôi lúc mẫu JBL KI512 nó bị quên lãng, và rất là vui, rất là may mắn khi có một vị khách, đấy là anh Trần Văn Hưng. Anh ở khu sản xuất An Phú, Thuận An, Bình Dương. Hiện tại thì anh cũng có xem qua cái mẫu KI512 này và có đặt Lorem Audio. Và trong video này thì em cũng đang tiến hành căn chỉnh cũng như là test toàn bộ cái sản phẩm trong cái đơn hàng trước khi gửi cho anh. Vâng, JBL KI512 là dòng loa đến từ thương hiệu JBL của Mỹ, và hiện tại thì bên em đang nhập khẩu theo phương thức xách tay. Đây là hàng bãi, nó cũng còn tương đối là đẹp và đưa ra thị trường với mức giá là 5.500.000 đồng. Vâng, và hiện tại thì trong thị trường cũng đang có rất là nhiều những cái ý kiến cũng như là cái cách dùng của tùy từng đối tượng khách hàng, và cũng có rất là đông đảo các vị khách đang lựa chọn cũng như là tin dùng cũng như là tìm hiểu về những cái dòng loa bãi, bởi cái sự chất lượng đến từ những cái thương hiệu lớn, và đặc biệt là những chiếc loa nó có mang một cái phong cách nó hơi cũ một chút thì nó sẽ phù hợp với những cái cách chơi cũng như là cái không gian của các vị khách hàng đấy. Chính vì vậy những cái dòng loa cũ, dòng loa mãi thì vẫn được các bác tìm hiểu và tin dùng. Nhưng mà đối với Lorem Audio thì đương nhiên là nó sẽ vẫn có, nhưng bên em sẽ rất là lựa chọn và lựa chọn rất là kỹ những cái cặp loa có thể mang về để bán cho các bác. Thì đều tại vì nó là hàng bãi, hàng điện tử mà dùng nó cũng tương đối lâu rồi. Chính vì vậy chúng ta sẽ bắt buộc phải chơi một cái cuộc chơi mạo hiểm may rủi. Chính vì vậy bên em thì cái công việc mà test hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm nó cực kỳ quan trọng, và đặc biệt là với những đôi loa bãi nó là như vậy. KI512 là dòng loa loa 5 bát 30, có một chung một chép, và hiện tại thì có một e căng dẫn lụa thì bảo vệ loa bát, còn tấm căng sắt này thì là bảo vệ chung với chép ở bên trong. Ở giữa thì có một cái đường chỉ màu hồng nhạt, nó là một điểm đặc trưng của dòng KI512 với cả 510. Rồi chúng ta sẽ đi ra mặt sau, chúng ta xem thông số. Tất cả mã vạch, mã cốt made in USA, trở kháng 8 ohm. Trên phiên bản này thì sẽ cho chúng ta khai thác công suất trong cái ngưỡng khoảng tầm 350W, và nó sẽ phù hợp với những cái không gian khoảng tầm 40m2 quay về. Và đối với dòng loa này thì chúng ta nên treo nó lên. Chúng ta sẽ làm một cái kệ bắt thẳng vào tường và chúng ta treo nó lên thì nó sẽ đạt được một cái chất âm nó hay hơn. Và các bác khách hàng cũng lưu ý một điều rằng là khi chúng ta treo loa, chúng ta sẽ phải có một cái khoảng cách nhất định từ loa cho đến cái mặt trần của chúng ta. Nếu như mà gần quá thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng dội âm, và loa của chúng ta chắc chắn thì nó sẽ không hay, ong tu không hay. Và lúc đấy thì chúng ta lại sẽ bị nghi ngờ về sản phẩm. Nhưng chơi nó ở cái sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Nếu như chúng ta không biết những cái vấn đề đấy thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta sẽ được sử dụng những cái sản phẩm mà nó đúng nghĩa với nó. Nó bộc lộ hết được những cái phẩm chất cũng như là cái bản thân của nó hay thì nó sẽ hay, còn không hay thì nó sẽ không hay. Mà lúc đấy thì chúng ta đã làm hết cách. Nó không hay thì chỉ có do tại loa thôi. Vâng, và trong video này thì trước khi
test lại một lần nữa cũng như là đóng gói thì em có sẽ hát một bài để chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chất âm của JBL KI512 phiên bản đến từ Mỹ. Đây là hàng sách tay, đó là hàng Mỹ xịn Mỹ nòi, thì chúng ta sẽ thấy được nó vẫn mang một cái đẳng cấp, một cái đẳng cấp cực kỳ lớn đến từ một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng về âm thanh. Thì chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe vào thưởng thức chất âm. 5.500.000 đồng đối với mẫu loa này, và bên em thì luôn luôn miễn phí hoàn toàn 100%, hoàn toàn 100% phí vận chuyển cho các bác. Tôi như hạt mưa